Đầu tháng 3, bà Shan cùng chồng sang Việt Nam để thăm con trai tại Đà Nẵng. Nhưng cả hai cùng mắc COVID-19 và được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Bà Shan, bệnh nhân 67 tuổi, Vương quốc Anh, cũng là bệnh nhân COVID-19 thứ 24 được ghi nhận tại Việt Nam, bệnh nhân 24 và chồng bà là bệnh nhân 28 mắc COVID-19. Lúc đầu, tôi rất sốc. Tôi dần bị nặng, ho nhiều, khó thở, viêm phổi. Nhìn vào gương, tôi không nhận ra mình nữa và đã nghĩ mình sẽ chết. Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã cứu tôi. Tôi nghĩ nếu ở Anh, chưa chắc tôi đã sống được. Bà Shan nghẹn ngào nói trong ngày được xuất viện. Sau quá trình được điều trị tích cực, sức khỏe của bà hồi phục và đã có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp, nhưng người chồng lại diễn biến nặng hơn, suy hô hấp, phải thở máy. Khi biết chồng tôi chuyển vào khoa hồi sức tích cực, tôi rất sợ. Là điều dưỡng đã nghỉ hưu, nhưng với gần 40 năm làm ở Anh, tôi biết như thế là rất nguy kịch, nguy cơ đe dọa tính mạng cao. Vì thế, nỗi sợ càng tăng. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau, thế mà 10 ngày liền tôi không gặp anh ấy và cũng không kịp nói lời tạm biệt, bà Shan kể. 10 ngày cũng là quãng thời gian đội ngũ bác sĩ giành giật sự sống cho chồng bà, một bệnh nhân 74 tuổi bị ung thư máu đã 10 năm. Lúc mới nhìn thấy chồng, tôi rất sốc vì anh ấy không còn tóc. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ để tôi được gặp chồng, và rồi mỗi ngày anh ấy tiến triển tốt lên. Đến khi ngừng thở máy, dần nhận biết được mọi thứ, thậm chí còn nhớ được cả nickname của tôi. Tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ nỗ lực của các y bác sĩ ở đây. Thật tuyệt vời, cận kề sinh tử mà chồng tôi vẫn còn sống. Chúng tôi thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được y bác sĩ Việt Nam. Quả là điều kỳ diệu, tôi chỉ muốn nói cảm ơn rất nhiều. Bà Shan nói trong giọt nước mắt hạnh phúc. Từ chỗ thập tử nhất sinh, hôn mê, giờ thì chồng của bà Shan đã tỉnh táo, tự vận động và đặc biệt đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.